Nắm bắt được nhu cầu của thị trường, năm 2021, chị Tần Thị Cúc ở thôn Bản Pho, xã Bản Qua, huyện Bát Sát bắt đầu khởi nghiệp với mô hình nuôi con cầy hương. Sau 2 năm thử nghiệm, mô hình được đánh giá là có nhiều triển vọng. Sau tìm tòi học hỏi kỹ thuật, năm 2021, chị Tần Thị Cúc tìm đến trại giống ở tỉnh Vĩnh Phúc để mua 2 đôi cầy hương giống về nuôi. Sau gần 2 năm, 2 cặp cầy hương giống đã bắt đầu sinh sản những lứa con đầu tiên. Em cũng tìm hiểu trên mạng, thì nó cũng có cái nguồn kiến thức, rồi là cũng có một số cái video mà người ta ở các trang trại lớn người ta nuôi, thì em cũng vào đấy tìm hiểu để nâng cao thêm cái kiến thức và chăm sóc cho nó tốt hơn. Theo chị Cúc, nuôi cầy hương không quá khó, nguồn thức ăn là hoa quả nên dễ kiếm, giá thành lại rẻ, chuồng trại xây dựng đơn giản nên ít tốn chi phí. Hiện chị đang tích cực nhân đàn, đến một số lượng ổn định sẽ cung ứng con giống bán ra thị trường. Với giá thành như hiện nay, hứa hẹn sẽ cho gia đình chị nguồn thu nhập cao. Phát triển thì con này mang lại nguồn kinh tế khá cao, bởi vì cái thứ nhất là mình có thể bán giống, cái thứ hai là bán thương phẩm. Con giống 8 tháng tuổi thì nó sẽ bán theo là 20 triệu một đôi, từ 1 tuổi trở lên thì họ sẽ bán với giá là 30 triệu một đôi. Còn về bán thương phẩm thì em cũng tham khảo nhiều nơi, nhưng mà chủ yếu người ta sẽ bán khoảng tầm 2 triệu rưỡi cho đến 3 triệu hoặc 4 triệu một cân. Cầy hương là động vật rừng được xếp vào nhóm có nguy cơ bị đe dọa. Bởi vậy, để được nuôi cần có sự đồng ý và cấp phép của các cơ quan chức năng. Chính quyền địa phương cũng tích cực vào cuộc, hỗ trợ gia đình chị Cúc hoàn thiện các thủ tục giấy tờ và có thêm điều kiện nhân rộng phát triển mô hình. Khi bạn Tần Thị Cúc đã có ý tưởng để nuôi cái mô hình cấy hương ấy, thì hội chúng tôi cũng đã hướng dẫn bạn ấy cái quy trình thủ tục để các cơ quan chức năng để cấp cho. Khi mà thành công thì chúng tôi cũng sẽ tổ chức để cho chị em hội viên ở các cái thôn lân cận để tham quan học hỏi để còn nhân rộng thêm nữa. Những tấm gương mạnh dạn tiên phong khởi nghiệp với các mô hình kinh tế mới như chị Tần Thị Cúc đang mở ra hướng đi đầy triển vọng cho chị em phụ nữ ở địa phương.